Không, tôi không đăng lên Face đâu. Tôi chỉ làm cái kỷ niệm thôi. Quay đi, quay đi, quay đi các bạn ơi. Trang chơi đi. Quay lại đi, quay lại đi. Ở giữa đi, quay lại đi, quay mạnh lên. Chúc vô. Quỳnh Trang hỏi Chúc đi. Hỏi đi, hỏi đi. Nào bây giờ cậu chọn nói thật đây là mạo hiểm. Nói thật. Nói thật nha, Trang hỏi đi. Hỏi gì đi? Cậu hỏi đi. Trang hỏi đi. Cậu ơi. Trang hỏi. Hỏi đi. Đứa quay là đứa không. Hỏi không, bởi vì nó rộng quá đi, hỏi thấy cậu chơi chơi ơi, để thích chút nào. Phải ta cũng muốn hỏi câu đấy đây, ta cũng muốn hỏi câu đấy. Trình Quỷ Yến rồi chứ vãi trưởng ạ. Tao ghi âm lại, không trả lời rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, có đây rồi. Nào nói thật đi, phải nói thật. Có hay không, có hay không? Không. Ta từng có suy nghĩ gì đâu. Ta chỉ là từng đồng chí thôi chung nhỉ. Ta thì không. Ôi trời bạn ơi. Chưa nói thật mà sao nói dối vậy? Nào, tiếp đi, người tiếp theo quay đi. Chúc em thật mà. Quay đi ông ơi. Ta chỉ là tớ hay thân với mấy bạn trai gì đó thôi thì. Ok, từng đồng chí, ok ok. Từng đồng chí đúng không? Quá buồn. Chúc hơi thất vọng nha, mà chúc hơi thất vọng nha. Đây đây, cái khẩu chấm thơm thơm này cứ chàng chàng. Trung Nam. Ngồi đi chị ơi, sao cứ chạy. Ta, tớ hỏi à? Trung ơi. Trúc, cậu chọn nói thật đại bảo hiểm. Tớ chọn nói thật. Nói thật nha. Bây giờ tớ hỏi cậu là cậu đã muốn dừng chân lính người này là người yêu cuối cùng chưa? Thực sự thì bây giờ tớ còn đang rất trẻ nên tớ chưa. Chứng nhận bad boy. Bad boy. Ok. Nào. Sao mày quay vào tao trước ấy thằng ngu. Ôi trời ơi. Yến, Yến. Yến, Yến bé hỏi Yến to đi. Mẹ hỏi. Chẳng biết hỏi cái gì. Bạn nghĩ sao về bạn Trình? Hỏi đi. Bạn nghĩ sao về bạn Trình? Trả lời đi. Trả lời thật nha. Ừ, nói thật đi. Nói thật đi, nhanh lên. Máy tao quay chỉ có hạn thời gian thôi. Nào, nhanh lên, câu giờ quá đấy. Này, câu giờ quá là ấy nhá, là phạt nhá. Khá là hiền. Thế trai không? Gà lăng không? Trình à, phải biết Trình á. Sợ hay không? Thấy chưa, mọi người. Không, có phải hỏi. Trình Trình lại chứ. Yến thật là có mắt nhìn người. Đẹp trai trung bình thôi. Gà lăng thì chắc không. Sao nữa? Không, bây giờ cho đi thang điểm 10 Trình được mấy điểm? 5 điểm. Trời ơi. Gà lăng chắc không á. Ăn nhanh mà. Em đánh giá điểm hiền khá cao. Không, bây giờ tổng điểm là mấy điểm, trung bình là mấy điểm? Mấy điểm nào, bạn ơi? Phải cho điểm à? Ôi, đang để trên 10. Các bạn ơi, open lên. Nhanh lên. Mấy điểm? Từ, chứ đang hỏi đâu? Mấy điểm? Chạy ra điểm à? Thằng Trúc nó ừ, trên 10. Tao chịu mày rồi. Có nghĩ thế. Mày xưa thế. Thôi, 6, 7 gì đấy? Cho lại đi. Ôi, sao mấy điểm được? 2 điểm. 6, 7, 5 đi. 6, 7, 5.